thấy không, có hồ cá cũng cực lắm á. Bây giờ trời mưa lớn là phải xả nước ra. Hồ đầy nước rồi nè. Bây giờ rồi ông xã mình phải xả nước ra. Còn cái ống là cái nước mưa đó. Còn cái ống màu trắng là cái nước trong hồ xả ra. Còn cái nước màu xanh là cái nước mưa. Có hồ cá cũng cực lắm. Hả? Tắm đi, tắm đi. Thôi, bơi đi. Tôi mới tắm thì ta đi bơi. Trời mưa mấy cái dao tốt rồi. Bỏ vô đây để cho nó giữ cái thăng bằng nước cái đó mình không biết nữa. Đây có ba ống như vậy, ba hũ không, ba thùng, có ba thùng lụi nè. Ba thùng này ba thùng gì vậy? Ồ, ba thùng lọc nước. Rồi, 1, 2, 3. Cái thùng bự này có mấy cái vỏ hào không? Không có gì hả? Với hai cái này mới có vỏ hào kìa. Có hồ cá cũng không phải là sướng đâu nha. Vậy đang xả nước ra hả? Sáng giờ cái xả chưa? Đâu. Bây giờ mới xả hả? Dạ. Xả bớt cho nó mưa vậy. Rồi lâu lâu thay nước vậy. Thường thường mấy con cá nó có thích trời mưa. Yeah, nước mưa nước mới vô tốt thì mau lớn. Thì theo mấy chỗ thật có lớn xe chạy nhiều khói độc nó độc nhiều nên nó rất ở đây ít xe. Nó thích mấy chỗ yên tĩnh hả? Cá cũng hưởng thụ dữ. Trời nóng nó đâu nước nóng nó đâu lên đâu. Thấy trời mát nó mới lên nhiều. Bớt mưa rồi nè. Mưa cá này trắng trắng nó được. Còn nó màu lớn. Còn cá trắng nó màu lớn. Nó là quay cho siêu. Nó là bự nhất không? Nó là sư tỷ cho nó, đàn ông hay đàn bà vậy? Đàn bà. Đàn bà hả? Con màu vàng đó, một con màu vàng đó, đàn ông hay đàn bà? Ủa sao anh biết vậy? Mỗi năm con kia có chữa con, nó không có chữa biết luôn. Nó có chữa biết. Mỗi năm mấy con cái có chữa. Hay quá hả? Cá có chữa biết, vợ có chữa không biết. Phải không? Mưa rồi. Nãy mưa, mưa lớn bây giờ hết mưa. Rồi. Cái dưa đường ngoài đó kìa. Mà không biết mưa không, đi qua ra ngoài đó hái vô đường nè. Còn mấy trái nó chín hết, nó rụng hết à. Mấy cái nho đó, nó màu chín mà nó cũng màu rụng nữa.
gà bữa nay đỏ hết rồi. Chị về không thấy nó vàng rồi, nó vàng rồi, nó chết hết, nó cải xanh rồi. Nhiều quá rồi. Đặc quá thiếu phân. Ồ nó mới giá cái bự. Mấy cái này nữa. Ủa sao cái thùng hào này sao gió sò mình gió hào này sao nó dục như đó? Thôi cho mất cơ nó sạch hết thịt rồi mới đổ vô. Mình ăn cái cầu thịt cái bỏ vô nước để ngâm nước cho khô. Chừng nào nó mới tan hết? Tan hết rồi làm miếng bởi vô.